Vì sao những anh chị diện giả hàng đầu á, họ lại chọn sử dụng những cái bộ micro đeo tai rất là xịn, rất là đắt tiền, và có những cái bộ micro mà Cường cung cấp á, nó lên tới 40-50 triệu, thì liệu những cái bộ micro này á, nó có khác gì so với những cái bộ micro vài trăm ngàn hay là vài triệu hay không? Thì để trả lời cho câu hỏi này á, thì mời các bạn cùng Cường sẽ xem một cái sản phẩm ở cái phân khúc hơn 30 triệu ha. Thì Cường sẽ review cũng như là test cho mọi người xem được cái sản phẩm này nó như thế nào nha. Và bên cạnh Cường đó là một cái option của một cái bộ micro đeo tai không dây khá là xịn, đến từ thương hiệu Shure ha, khá là danh tiếng. Thì Shure á, nó là một cái thương hiệu đến từ USA và nó đã có mặt trên thế giới từ những năm 1925. Và đến nay á, nó đã gần 100 năm rồi, chuyên về lĩnh vực sản xuất microphone ha. Nên các cái sản phẩm nó khá là phổ biến ở trên toàn thế giới, cũng như là được các cái kỹ sư âm thanh này, các cái ca sĩ và cái chuyên gia hàng đầu thế giới họ rất là tin dùng bởi cái chất lượng âm thanh của nó cũng như là cái độ ổn định của nó mang lại nha. Rồi thì bây giờ cái sản phẩm này nó như thế nào thì bây giờ Cường sẽ khui ra bên trong để cho người tham khảo nha. Rồi thì đầu tiên Cường sẽ khui cái micro đeo tai ra trước nha. Thì đây là cái dòng micro đeo tai Shure DH5T. Đây Cường sẽ khui ra bên trong để cho mọi người tham khảo. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phiếu để bảo hành cũng như là để chứng nhận cái micro này là chính hãng ở tại Việt Nam nha. Rồi và chúng ta sẽ có một cái hộp rất là xịn để đựng cái micro này mọi người. Đây một cái hộp mà da nỉ. Đây mọi người sẽ xem được cái cận cảnh của nó ha. Đây cầm trên tay thôi là mọi người thấy được cái chất liệu ha, cũng như là những cái độ hoàn thiện của những cái phần bên ngoài thôi. Nó rất là xịn mọi người. Trên những cái này nó cũng có cái logo của hãng luôn này mọi người thấy không? Đây. Đó. Rồi bây giờ Cường sẽ khui ra, kéo rất là êm mọi người nha. Đây rất là êm, rất là mượt. Rồi, trong đây nó là cái toàn bộ cái sản phẩm đây mọi người có thể thấy ha. Rồi, mình sẽ cho mọi người xem từng cái phần của nó. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có cái phụ kiện ở đây. Chúng ta sẽ có những cái cuốn manual cũng như là những cái hướng dẫn sử dụng để chúng ta sử dụng cái micro đeo tai này đúng cách nha. Rồi và chúng ta sẽ có hai cái phần ở đây. Đây chúng ta sẽ có một cái hộp nhựa đựng cái bông lọc gió cũng như là cái miếng để thay đổi cái đáp tuyến tần số của nó này, để chúng ta muốn cho cái chất âm của nó như thế nào thì trong cái cuốn manual nó có chỉ dẫn nha. Đây cái này để lọc những cái tiếng hơi thở, cái mút đó nó lọc những cái tiếng hơi thở hoặc là những cái tiếng bật hơi mạnh đó, để cho nó không ra cái hệ thống loa cũng như là trong vấn đề mà ghi hình ha. Rồi và chúng ta sẽ có một cái dắt này, đây để chúng ta chuyển để xoay, chúng ta gắn định vị ha trong những cái bộ transmitter khác nha, cũng như là một cái kẹp để chúng ta có thể định vị cái sợi dây chúng ta để sau áo này, nó sẽ kẹp lại để cho nó định vị cái dây nó không có di chuyển nhiều. Rồi thì đó là cái phần phụ kiện. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái micro đây, mọi người thấy được nó đóng gói rất là chắc chắn khi chúng ta để trong đây, chúng ta mang đi ha, nó cũng rất là an toàn nha. Rồi chúng ta sẽ lấy ra. Rồi, đây là cái chiếc micro đeo tai Shure DH5T. Mọi người sẽ xem cận cảnh giùm Cường ha. Cường sẽ quay cho mọi người chi tiết. Đây, Cường đang lấy nét cho mọi người xem ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đầu micro ở đây. Thì đây là cái đầu micro condenser. Và nó là hướng thu của nó là omnidirectional. Nó thu đa hướng ha. Thì đối với những cái chiếc micro này thì cái tiếng của nó rất là tự nhiên, rất là trong trẻo ha. Nó sẽ đáp ứng rất là tốt cho những diễn dạ ha, những cái thuyết trình hay là ca kịch đó, trong nhà thờ, về những cái bài giảng. Rồi đây chúng ta sẽ có một cái sợi dây, đây cũng như là cái đầu dắt kết nối với cái bộ transmitter, đó là dắt 4 pin nha. Đối với cái thiết bị Shure chính hãng á, thì nó sử dụng cái dắt mini Canon 4 pin là 4 lỗ nè, đây mọi người thấy nên mọi người lưu ý nha. Rồi và trên cái vòng này chúng ta cũng có thể tăng giảm được cái độ rộng rộng hoặc hẹp để chúng ta nó phù hợp với cái khung đầu của mọi người. Đây nó cũng rất là uyển chuyển ha, rất là mềm mại và cái micro này rất là nhẹ mọi người nha. Rồi và trên đây nó có một cái vòng đệm cao su trắng này thì nó để nó cách cái da mặt của chúng ta ra ha, đây chúng ta có thể tùy chỉnh cho nó phù hợp. Đó, rồi. Đây và cái mút nó sẽ gắn như vậy đây, bây giờ còn sẽ tháo cái mút ra để gắn cho mọi người xem nha. Đây chúng ta sẽ gắn vô đây. Đó. Rồi. Ok, bây giờ Cường sẽ thử đeo luôn nha để cho mọi người hình dung được cái micro này như thế nào luôn. Đây chúng ta đeo thì chúng ta sẽ cần có một cái thời gian để chúng ta có thể chỉnh lại ha. Và cái vòng tay này nhiều mà nếu mà nó có nhỏ hẹp đó, thì chúng ta có thể nong nó ra ha để cho nó phù hợp nha. Đó thì chúng ta sẽ chỉnh được cái cần mic này cho nó phù hợp với cái khuôn mặt của chúng ta. Đây chúng ta sẽ để cái khoảng cách như vậy ha. Đây, đó, nó nằm ngay cái vị trí, đừng có để ngay miệng chứa đây ha. Thì nó sẽ có cái phần hướng dẫn này mọi người. Đây chúng ta sẽ xem được cái phần hướng dẫn chỉ dẫn mà chúng ta nó đeo mic này, đây mọi người có thể xem kỹ ha. Đó, ở cái vị trí này, đó.
Đó, thì chúng ta xem ha, để cho nó đảm bảo được cái chất lượng âm thanh khi mà chúng ta sử dụng nha. Đó thì chúng ta thường để ngay cái mép miệng là nó ok ha. Rồi đây thì mọi người có thể xem được cái hình thức khi mà đeo cái micro này như thế nào nha. Đó rất là gọn lên, rất là thẩm mỹ ha. Thì đối với những mà diễn giả nữ ha, những người thuyết trình nữ á, mà chúng ta sử dụng cái micro này nó rất là đẹp, nên chúng ta cảm thấy nó tự tin hơn, hoặc chúng ta ghi hình ha, nó không có bị lộ so với những cái micro khác nha. Rồi thì đó là cái chiếc micro đeo tai DH5T này. Và một cái điều rất là đặc biệt từ cái con micro này á, thì cái khả năng chống nước và chống bụi của nó đạt cái tiêu chuẩn là IP57 nha. Thì đây là một cái micro sử dụng trong những cái môi trường thời tiết khắc nghiệt, giống như chúng ta có thể sử dụng ở môi trường ở biển ha, hoặc là chúng ta có mưa gì đó, hoặc là nơi có nhiều bụi, hoặc là những cái lễ hội ha. Thì những cái con micro này nó hỗ trợ cực kỳ hiệu quả nha, và nó có độ bền rất là cao. Đó chính vì thế thì những cái micro này nó khá là đắt. Đó mọi người lưu ý ha về những cái tiêu chuẩn, về những cái chức năng của con micro này nha. Và tiếp theo đó là cái bộ phát tín hiệu. Đây thì đây là cái bộ phát tín hiệu Shure SLX-D1 nha. Thì đây là hệ thống wireless digital, hệ thống kỹ thuật số, không dây kỹ thuật số nha. Đây bây giờ Cường sẽ tháo ra bên trong. Đây là cái phần mút chống sốc ha, để bảo vệ cái phần bên trong được an toàn. Rồi đây chúng ta sẽ có một cái túi da rất là mềm mịn mọi người, của Shure luôn nha, rất là xịn. Rồi chúng ta sẽ có một cái manual cũng như là cái phiếu chứng nhận bảo hành của hãng. Rồi đây chúng ta sẽ đến với phần chính của chúng ta, đó là cái bộ transmitter. Rồi đây mình sẽ lấy ra nha. Rồi cho mọi người xem được cận cảnh của sản phẩm nè. Đây về cái chất liệu ha, được làm bằng nhựa ABS nha, với màu đen nhám này. Đây về cái hoàn thiện rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ mọi người, rất là xịn luôn. Cầm trên tay thì mọi người thấy được là cái sự cao cấp của những cái sản phẩm này. Đây cho mọi người xem qua tổng thể một lần nha. Rồi thì chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên cho đây là cái màn hình LCD ha, để hiển thị cái thông số mọi người, những cái thông số pin cũng như là cái thông số tần số để chúng ta có thể dễ dàng quản lý cũng như là cài đặt. Rồi trên đây thì chúng ta sẽ có cái phần công tắc này để chúng ta tắt mở. Đây là cái phần để chúng ta gắn cái micro vào, đây jack 4 pin. Rồi đây là cái anten để hỗ trợ thu phát sóng nè. Rồi đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái bát kẹp để chúng ta định vị lên cái vị trí nào mà chúng ta muốn ha, để chúng nó chắc chắn hơn. Và đây là cái phần khay pin, chúng ta mở ra kéo lên này. Đây nó sẽ bung ra và cái nắp này dính liền nha. Đây chúng ta có thể sử dụng hai viên pin AA cộng, hoặc là cái phần pin mà pin sạc của hãng kèm theo luôn. Đó thì tùy chúng ta lựa chọn nha. Rồi và bên đây thì chúng ta sẽ có những cái nút để chúng ta setup này, enter cũng như là nút menu để chúng ta có thể tùy chỉnh được một số cái tính năng ở đây. Và bên hông này chúng ta sẽ có một cái con mắt hồng ngoại để giúp cho cái việc mà chúng ta đồng bộ sóng khi mà chúng ta thay đổi tần số ha. Đây rất là tiện. Rồi còn trên cái bộ transmitter thì chúng ta sẽ có những cái tính năng gì đây, thì Cường sẽ bấm vào để đi vào cái tính năng của nó nha. Rồi đầu tiên chúng ta cũng có thể chỉnh được cái mức gain đầu vào của nó đây, chúng ta có thể tăng giảm ha. Đây chúng ta có thể tăng giảm được cái mức gain của nó nha. Đây mỗi lần tăng giảm là 3 dB, đây 6, 9, 12 thì tùy vào cái âm lượng đầu vào thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó phù hợp nha mọi người nha. Rồi Cường sẽ để cái mức 0 ha. Rồi chúng ta lưu lại, bấm lưu ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Đây mình bấm vào nha. Rồi đây là cái gain. Rồi đây là cái RF power ha, thì đây là cái khả năng thu phát sóng chúng ta sẽ chọn ha, hai. Đây thì chúng ta sẽ có nhiều cái chế độ, đây low và high nha. Đó thì đây hiện tại chế độ high thì nó sẽ cái sóng nó sẽ mạnh ha, nhưng mà nó sẽ tốn pin mọi người nha. Rồi đây chúng ta lưu lại nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm lại. Rồi chúng ta sẽ có cái gì tiếp theo? Là chúng ta sẽ có hai bát, đây chúng ta có hai bát filter, hay chúng ta có thể tắt hoặc là mở ha, để nó là các cái tần số ha. Đây hai bát filter đó. Rồi phần này thì khá là quen thuộc ở trong cái phần chỉnh âm thanh rồi. Đây nó tiếp tục, đây chúng ta chọn cái battery alkaline đó, hoặc là cái gì đó chúng ta lưu lại ha. Đây chúng ta sẽ chọn lại cái phần pin nó coi là cái gì nha. Đây alkaline này, và nó sẽ có thêm cái gì đây cũng bảo. Đây thì đó là tùy cái loại pin ha. Đây lithium này, nó sẽ chọn được cái pin mà khi ta gắn vào cái bộ này nha mọi người nha. Rồi đây hiện tại thì nó sẽ để chế độ mặc định là alkaline ha. Đây cần lưu lại nha. Rồi có tiếp theo nó còn cái gì hay không? Rồi đây là auto lock ha, thì tự động nó sẽ khóa cái thiết bị này lại để tránh cho người khác họ can thiệp vào để thay đổi những cái setup mọi người nha. Đây thì đây là cái menu, chỉ menu only thôi. Rồi đây là những cái thông số về cái thiết bị. Rồi đó thì đó là những cái tính năng ở trong cái bộ transmitter này. Thì đối với những dòng cao cấp đó rất là nhiều tính năng ha, để có thể sử dụng trong những cái chương trình chuyên nghiệp họ muốn custom theo cái ý của họ, hoặc là chỉnh có những cái yêu cầu ở trong cái hệ thống chuyên nghiệp nó như vậy nha mọi người nha. Và cuối cùng chúng ta sẽ còn lại ở đây là cái bộ receiver ha, SLX-D4 nha mọi người. Đây cái hộp này nó khá là lớn, đây cũng sẽ cui ra bên trong để xem coi nó có những cái gì bên trong nha. Rồi rất là hoành tráng mọi người. Đây thì mọi người sẽ thấy được rằng, đây Cường sẽ lấy ra từng cái nha.
chúng ta cũng sẽ có những cái cuốn maneuver ha, rất là hoành tráng ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ nó đi cầm những cái phụ kiện gì. Đây đầu tiên chúng ta sẽ có, đây là một số cái phụ kiện đi kèm những con ốc vít và những cái đồ nối ha, về cái anten của nó này. Đây thì đây những cái phụ kiện đi kèm ở trong cái bộ này. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cục nguồn, adapter nguồn nè. Đây adapter nguồn nha. Rồi thì đối với những cái nguồn mà những cái hàng cao cấp á, thì nó cũng luôn luôn có những cái cuốn maneuver ha. Đây mọi người thấy không, rất là dày. Tuy là một cái phụ kiện, một cái cục nguồn thôi, nhưng mà trong đây nó làm rất là chỉnh chu, và những cái thông số thông tin về những cái cục nguồn này nó đảm bảo được cái chất lượng và cái sự an toàn cho thiết bị của chúng ta nha. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái anten. Đây chúng ta sẽ có hai cái anten để cho gắn đằng sau cái bộ thu tín hiệu cường sẽ cho mọi người xem. Đây và chúng ta cũng có thể có cái dây nối ha, dây nối anten, thì trong trường hợp những cái bộ mà nó ở dưới cái tủ rắc á, chúng ta muốn nối lên để cho nó anten nó thoáng ha, chúng ta có thể sử dụng dây nối nha. Rồi và đây cũng sẽ là có một cái bộ tay rắc mọi người. Đây thì cái bát này, đây thì tôi sẽ cho mọi người xem luôn ha. Thì dù gì đã review rồi thì nó sẽ cho mọi người biết được chi tiết. Đây thì đây là cái tay rắc để chúng ta gắn cái bộ thu vào ở trong những cái tụ ha. Đây thì cho cái bộ thu, bộ tín hiệu này nó nhỏ hơn, nó không có đủ cái độ dài kích thước nên cần phải nối những cái tay rắc này để nó có thể vừa với những cái khung tụ rắc của chúng ta. Rồi thì đó, coi bây giờ nó là hết cái phụ kiện rồi. Đây chúng ta sẽ còn gì hay không. Rồi, nó là hết rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái receiver ở đây nha. Rồi thì Cường đã cấp nguồn cho cái receiver, thì bây giờ Cường sẽ demo một số cái tính năng ở trên đây nha. Đây chúng ta sẽ nhấn giữ nó để nó mở nguồn. Rồi đây chúng ta sẽ thấy được cái màn hình nó sẽ hiển thị những cái thông số gì ở đây. Rồi, mọi người có thấy rõ không? Bây giờ Cường lấy nét lại nha. Rồi, thì chúng ta sẽ có cái G01 và CH01. Thì đây là cái tần số ha, khi mà nó sẽ kết nối cái tần số nào thì nó sẽ hiển thị đây. Bây giờ Cường sẽ mở lên. Rồi nó đã kết nối rồi ha. Rồi chúng ta thấy được là khi mà kết nối thì cái sóng RF nè nó sẽ kết nối ở đây nha. Đây và trong đây sẽ có audio khi mà gắn micro vào nó, vì nó sẽ nhảy cái tín hiệu ở đây. Và bên đây là cái thông số pin của cái bộ phát ha. Đây cái bộ phát này nó đầy pin đó, thì trên đây nó sẽ thông báo luôn để cái người ngồi dưới người ta có thể quản lý được cái pin ở trên người đứng trên sân khấu. Rồi đây chúng ta sẽ có những cái thông số gì đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần cài đặt nha. Rồi chúng ta sẽ nhấn cái nút này nè. Rồi ok, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có cái phần frequency setup. Thì đây là setup cái tần số, trong cái trường hợp mà nó bị trùng sóng hoặc là nhiều sóng muốn thay đổi thì chúng ta có thể setup ha. Đó, ai ta nhấn vào này, đó, nó sẽ ra nhiều cái tính năng ở đây. Đây group scan là chúng ta có thể quét cái tần số ha, chúng ta có thể dò khi mà nó đồng bộ. Thì cái phần tần số này Cường đã có một cái video Cường hướng dẫn rồi ha, mọi người có thể xem ở cái link Cường để dưới nha. Rồi chúng ta sẽ thoát ra bằng nút exit này. Rồi và dưới thì chúng ta sẽ có cái phần change name ha, thì chúng ta có thể thay đổi được cái tên của cái thiết bị của chúng ta. Đây. Đó thì chúng ta có thể thay đổi thôi ha. Đây thì cái này thì chắc cũng không cần thiết. Rồi xuống dưới ha. Rồi chúng ta sẽ có cái phần gain, đây chúng ta có thể chỉnh được cái gain của nó nha. Đây chúng ta có thể tăng giảm nè, đây, đó tăng giảm từng mức một luôn mọi người ha, chứ không phải là tăng giảm lần cùng lúc 3 dB hay là gì đó. Đây nó tăng giảm rất là chi tiết. Đây chúng ta có thể chỉnh cho nó phù hợp tùy cái nhu cầu, tùy cái âm lượng đầu vào hay là tùy cái setup của chúng ta nha. Rồi đây thì Cường demo cho mọi người xem thôi. Rồi chúng ta sẽ có cái phần dưới là phần mid hay là light level. Đây chúng ta có thể chọn được, đây chúng ta nhấn vào chúng ta sẽ chọn được cái chế độ mid hoặc light level á, chúng ta có thể chọn ha. Đó thì để chúng ta có thể gắn cái dây nó phù hợp nha mọi người nha. Đây để Cường vô lại nè. Rồi chúng ta sẽ đi vào mid light level. Rồi đây là cái phần advanced setting nâng cao ha. Đây thì chúng ta sẽ có cái chế độ 5.1, nó là device lock ha, chúng ta có thể khóa cái thiết bị này lại nha để cho nó an toàn. Rồi network configuration thì đây là những cái sự liên kết ha, những cái mạng network chúng ta có thể config nó ha. Thì đây là những cái chuyên sâu ở trong những cái hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Thì đây Cường sẽ giới thiệu những cái cơ bản thôi. Đây chúng ta sẽ có cái gì tiếp theo, cái controller asset à, đây cho mình reset, thì nó có những cái reset đây thì còn cho người sau mọi người xem thôi. Thì thật ra cái này thì chuyên về những cái người mà vận hành hệ thống ha, thì để họ có thể setup được. Đây rồi thì đó là những cái tính năng ở trên đây ha, thì Cường chỉ demo cho mọi người xem thôi, và quan trọng là Cường sẽ demo được cái chất lượng âm thanh để cho mọi người tham khảo nha. Và bây giờ thì Cường sẽ kết nối cái bộ receiver này vào ở trong cái audio interface, cũng như là kết nối giữa cái bộ thu phát ha, để Cường sẽ ghi âm lại để cho mọi người tham khảo cái chất lượng âm thanh của nó nha. Và cái âm thanh đó Cường sẽ không qua xử lý, Cường để nguyên cái tín hiệu gốc của nó luôn.
Rồi thì các bạn nên có một cái tai nghe chúng ta đeo vào hoặc là một cái loa chất lượng để chúng ta có thể kiểm tra được chính xác cái âm thanh nó như thế nào nha. Và bây giờ Cường sẽ đọc một cái đoạn ở trong cái cuốn sách là Người giỏi không phải là người làm tất cả để cho người tham khảo nha. Và cái micro mọi người lưu ý khi mà đeo á, thì chúng ta không đeo nó qua tới miệng ha, chúng ta đeo bên cái mép này để tránh cái hiện tượng mà hơi nó phà thẳng vào cái đầu micro nha. Thế là Gem bắt tay vào xác định thời hạn cho từng công việc và nói chuyện cụ thể với mỗi nhân viên một lần nữa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có nhân viên nào nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thời gian và ai cũng cảm kích khi được xem xác định rõ cái thời hạn công việc của mình. Rồi thì đó là cái chất lượng âm thanh mọi người đang nghe từ cái bộ micro mà Cường đã review nãy giờ ha. Rồi thì đối với cái dòng micro này thì cái tiếng nó khá là sáng vì đây là cái dòng condenser, nó sẽ thể hiện được cái giọng của chúng ta không? Rất là tự nhiên, rất là chi tiết. Đó, thì mọi người nghe rồi thì mọi người đã biết rồi ha. Rồi mọi người có cái ý kiến đánh giá nào thì mọi người có thể comment bên dưới nha. Và bây giờ thì Cường sẽ trả lời cái câu hỏi ở đầu video mà Cường đã nêu ra. Một cái bộ micro không dây đắt tiền, micro cao cấp á, nó có cái sự khác biệt gì so với một cái bộ micro bình thường, micro rẻ tiền ha. Rồi thì về cái cảm quan thì chúng ta đã thấy cái sự khác biệt về giá thành rồi. Một bên nó là vài trăm, vài triệu và một bên nó là vài chục triệu ha. Nhưng mà cái bộ micro đắt tiền ở đây đó, nó phải là một cái bộ micro phù hợp nha. Thì nó mới mang lại cái chất lượng cũng như là cái sự hiệu quả. Rồi vậy thì nó sẽ khác biệt ở những cái khía cạnh nào? Đầu tiên đó là về cái chất lượng âm thanh. Thì đối với những cái bộ micro xịn, micro đắt tiền á, thì nó được làm từ những cái chất liệu cũng như là cái linh kiện rất là cao cấp ha, được hoàn thiện rất là tỉ mỉ này, trải qua những cái công đoạn kiểm tra rất là kỹ càng, nên nó sẽ cho ra được cái chất lượng âm thanh rất là trung thực, rất là chi tiết ha. Nó đạt được những cái chứng nhận cũng như là những cái tiêu chuẩn của âm thanh chuyên nghiệp. Và khi chúng ta sử dụng á, nó có cái chất liệu tốt á, nên khi mà chúng ta đeo những cái mic đeo tai lên á, thì nó cảm giác nó rất là vừa vặn, rất là chắc chắn và nó cảm giác rất là thoải mái ha. Thứ hai đó là cái độ ổn định của sản phẩm. Đối với một cái bộ micro không dây á, cái kết nối không dây nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ như chúng ta đang đứng ở trên sân khấu á, trước hàng trăm hàng ngàn người mà cái tín hiệu âm thanh nó bị chập chờn, tiếng chúng ta nói lúc có lúc không ha, thì điều này á, nó sẽ làm gián đoạn cái chương trình của chúng ta, làm mất đi cái sự tự tin của mình. Thì đối với những cái bộ micro không dây cao cấp á, thì cái sóng nó truyền đi rất là xa cũng như là rất là ổn định và cái hạn chế được cái tình trạng là bị nhiễu sóng. Và cái tín hiệu âm thanh, cái chất lượng âm thanh nó truyền đi xa như vậy á, nó vẫn giữ được cái chất lượng âm thanh tốt nhất nha. Và cuối cùng đó là về giá trị thương hiệu và những cái tính năng đi kèm. Thì đối với lĩnh vực microphone á, thì chúng ta sẽ có những cái thương hiệu khá là uy tín và lâu đời giống như là Shure này, Sennheiser, AKG. Thì đây là những cái thương hiệu đã được khẳng định chất lượng bởi những cái kỹ sư âm thanh, những cái chuyên gia và ca sĩ hàng đầu thế giới rồi. Thì khi chúng ta chọn mua những cái sản phẩm ở những cái thương hiệu này á, thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng cũng như là cái sự an tâm ha. Thì đồng nghĩa với việc là cái giá thành nó sẽ cao nha mọi người nha. Và bên cạnh đó nó sẽ đi kèm với những cái tính năng khá là hữu ích để chúng ta có thể tối ưu cái chất lượng âm thanh khi mà chúng ta sử dụng nha. Thì vừa rồi Cường đã review về cái hình thức sản phẩm cũng như là test cái chất lượng âm thanh của bộ micro đeo tai Shure SLSD14 DH5T. Thì nếu như bạn đang cần tìm cho mình một cái bộ micro đeo tai để đáp ứng cho những cái chương trình quy mô vài trăm đến vài ngàn người hay là những cái chương trình có cái tính chất quan trọng ha, thì đây là một cái bộ micro nó sẽ mang lại cho các bạn sự an tâm này, sự tự tin cũng như là sự thành công cho cái chương trình của mình. Rồi, nếu các bạn đang có nhu cầu thì các bạn có thể ghé showroom của Tiếng Vang để chúng ta có thể trải nghiệm thực tế cái sản phẩm này nha. Rồi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này và đừng quên subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ Tiếng Vang nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.